Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ lại hướng dẫn các bạn vẽ một nhân vật chibi như hình ở đây. Chúng ta bắt đầu nhé.
Các bạn thân mến, vậy là buổi hướng dẫn vẽ nhân vật chibi của tôi đến đây là hết. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh giúp tôi nhé. Và nếu thấy video này có ích, các bạn hãy chia sẻ giúp tôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Tạm biệt.